Bài tập số 12 sử dụng hàm max, min, count, average, count. Rồi các em định dạng đó. Làm nhanh vô, định dạng cho nó đồng. Rồi. Dạ khung đó vậy. Rồi. Các em tính điểm trung bình nha. Điểm trung bình bằng nha. Lấn chữ A vào. Rồi, thấy không? Thấy không? Nó xuất hiện ra đúng với ít vào mở ngoặc ra. Thì mình quét khối. Ở đây mình quét khối không phải địa chỉ là một ô nữa mà là một chuỗi các ô, thì mình quét khối từ thằng B6 cho tới C8. À, quét khối từ B6 cho tới C8 đóng ngoặc lại, tức là nó sẽ lấy tất cả các địa chỉ đó nha, từ B6 tới C8 rồi nó cộng lại, tự động nó chia trung bình ra. Rồi. Tương tự như vậy, điểm cao nhất thì các em sẽ sử dụng cái hàm lớn nhất, thì mình dùng hàm gì các em? Lớn nhất là sử dụng hàm gì? Đúng rồi. Quá đơn giản, đó là tư duy cơ bản ha. À, bằng mắt ha. Rồi, các em quét khối từ B6 cho tới C8 đóng ngoặc lại, tức là địa chỉ từ B6 tới C6. Rồi nó lấy từ đó tới đó ha. Rồi, như vậy điểm cao nhất của mình ra là 9. Rồi, điểm thấp nhất là dùng hàm gì các em? Min, đúng rồi. Cũng quét khối. Những cái giá trị mà mình cần tính min, quét khối từ C6, B6 đi C6. Đúng hoặc là tổng số môn học dùng hàm gì các em? Hàm gì? Sum, đâu mà sum. Hàm khao, tổng số môn học, tức là mình đếm không có bao nhiêu môn học đúng không? Rồi, khao. Mình đếm có bao nhiêu môn mà. Người ta nói chữ tổng mà thật ra là giống như là số môn học vậy đó. Rồi, như vậy mình có 9 môn. Tổng điểm thì mới dùng hàm gì các em? Hàm sum. Quá khó quá. Đóng ngoặc lại. Rồi, các em ra kết quả ha. Như vậy thầy nhắc lại nè. Điểm trung bình thì mình sử dụng cái hàm average. Điểm cao nhất là mình dùng hàm max. Điểm thấp nhất thì dùng hàm min. Còn tổng số môn học, tức là điểm số môn học, thì dùng hàm gì? Hàm khao. Còn tổng số điểm thì mình dùng hàm sum. Các em thực hành vào không?